Dấu chân xưa. Tìm dấu chân xưa là tìm dấu chân không còn, trở về biển nhớ. Nghìn dấu chân đã đi qua, sóng xô bờ đã bao lần xóa thật kỹ. Trở về làng cũ, tàu cau đã chết thuở nào. Năm tháng cũ nhạt hương không còn ân tích. Mưa nắng quanh năm giặc bạc màu ký ức, đổi thay trong đời như những lớp phù sa đã bao lần cày sâu xuống, lấp kín lên. Tìm dấu chân xưa là tìm dấu chân đã mất. Không còn dấu chân cũ mà vẫn cứ tìm dấu chân ấy, có nhiều thương nhớ. Bến ga chiều nay mưa phùn bay, nhưng người ta trở về tìm dấu chân cũ, vì ảnh xưa thì đẹp và hình xưa là hạnh phúc. Tìm vết chân cũ, vì ở tình yêu ấy đã bao lần ngọt ngào cùng nhau quấn quýt bước đi chân. Không gian thay đổi, nhưng hồn quá khứ không muốn đổi thay. Thế giới ấy đi bằng những bước chân đẹp nên nó trong ngắt. Bụi chỉ xóa dấu chân trên đường, còn thế giới trong ngắt của linh hồn, nó đẹp mãi. Và vì thế, nhiều người cứ muốn đi tìm. Đi tìm dấu chân xưa, vì về ngõ hồn quá khứ có khi dễ hơn là lách lối tương lai đi tới. Đời người có khi tương lai khép kín, mà quá khứ thì cứ rộng mở. Lắm lúc càng đi về phía trước mà lại chỉ nhìn thấy đẹp ở phía sau. Vì thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, vẫn sẽ có nhiều kẻ muốn đi tìm kỷ niệm về dấu chân xưa. Dấu chân không gian đã mờ nhạt, cát bụi bôi rồi. Đi tìm dấu chân xưa là dấu chân trong hồn mà thôi. Có nhiều thứ bước chân, có bước chân lên đồi, có bước chân vào hoàng hôn, có bước chân ra bình minh. Đi tìm dấu chân xưa là tìm riêng kỷ niệm đẹp. Nhưng khi quá khứ mở ngõ là mở rộng cả đôi cánh. Vì thế có những dấu chân không đẹp, chẳng muốn tìm mà vẫn gặp. Có dấu chân muốn quên mà cứ nhớ. Lạy Chúa, trong hành trình đời sống, Chúa đã nói với con về những bước chân. Đường dõi theo đường phường gian ác, đừng tiến tới trong đường lũ ác nhân. Hãy tránh đi, đừng đi qua đó, hãy qua lại và đi đi. Ta dạy con trong đường khôn ngoan, và ta đã hướng dẫn con đi đường ngay nẻo chính. Khi con đi, bước chân con sẽ thênh thang, và nếu con chạy, con sẽ chẳng vấp ngã. Dấu chân của một mình ta thôi mà đã là những dấu chân xưa muốn đi tìm rồi. Huống chi những dấu chân của hai người đi bên nhau, chắc hẳn sẽ còn là những dấu chân xưa lưu luyến biết bao. Nó lưu luyến bởi vì vết chân của người này mở ý cho vết chân của người kia đi về. Con tim mình thổn thức vì nó dâng hai nhịp đập của một chiều sóng. Vết chân hôn nhân và vết chân của Đức Kitô với các môn đệ là những vết chân này. Trong dấu chân xưa của những chuyện tình, chuyện thủy chung, còn một thứ dấu chân của thập giá, đó là dấu chân theo Chúa ở biển hồ Galilee. Khi nghe tiếng Chúa gọi, hãy theo ta, theo Chúa trong hành trình truyền giáo, Ngài sai từng hai người một, theo Chúa lên cuộc tử lại, hãy vác thập giá hàng ngày. Những dấu chân thiêng liêng này không sao xóa nhòa được. Những bước chân này đã một lần in dấu là kỷ niệm thiên thu. Bởi Thiên Chúa quý kỷ niệm, Ngài không bao giờ quên những bước chân ân tình. Một lần gọi là một lần muốn có trang thiên tình sử. Một bước chân đi bên nhau
là hy vọng có kẻ mang tin mừng. Khi chết rồi, Đức Kitô vẫn về Galilê, vẫn muốn nhìn dấu chân lên Jerusalem, vẫn muốn đến biển hồ gặp gỡ thầy trò ở khúc đường Emmau. Không phải là đi tìm dấu chân xưa hay sao? Nhưng dấu chân xác thân không còn, chỉ còn là dấu chân xưa trong hồn mà thôi. Đó là dấu chân thiêng liêng. Cửa tương lai sẽ đóng lại. Thí dụ, ngày Đức Kitô chết, vết chân trên cát của Ngài chấm dứt. Mỗi bước chân nhân thế cũng vậy. Ngày xuôi tay là ngày bước chân theo cùng chào vĩnh biệt đường trần. Sự chết đến như con đường cụt. Tôi không còn bước nữa. Bây giờ tôi chỉ còn quay lại tìm dấu chân xưa. Và bây giờ dấu chân xưa trở thành vô cùng huyền nhiệm thiêng liêng. Tất cả định mệnh hạnh phúc hay đau khổ của tôi trong cõi sống vĩnh hằng hệ tại những dấu chân xưa này. Tôi đã bước đi trong quá khứ thế nào thì bây giờ bước chân ấy cũng dẫn tôi vào tương lai như vậy. Bước chân ngang trái sẽ dẫn tôi tới ngang trái. Bước chân chính trực sẽ đem tôi tới đại lộ. Cái huyền nhiệm của dấu chân xưa thiêng liêng và không tìm, tôi cũng sẽ gặp, cũng phải gặp như lời Kinh Thánh sau đây. Khi con người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bây giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người cho chiên đứng bên phải, còn dê đứng bên trái. Bây giờ Đức Vua phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thủa tạo thiên lập địa. Rồi Đức Vua phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyên rủa kia, đi đi cho khuất mặt ta, mà vào nơi đời đời, nơi dành cho tên ác quỷ và các thân của nó. Giờ này dấu chân xưa thiêng liêng có sức mạnh thần thánh đưa tôi về trời cao hay xuống hỏa ngục đây? Ai cũng có kinh nghiệm dấu chân xưa trong đời sống trần thế. Ngày thơ tuổi nhỏ, tấm hình năm cũ, nó đưa ta về những vùng ký ức xa mờ. Dấu chân xưa oan trái sẽ làm ngày tháng hôm nay của ta ảm đạm. Dấu chân xưa đẹp thì hôm nay cho ta hạnh phúc ngọt ngào. Trở lại một bến ga bụi sương, dù năm tháng mù mịt rồi, người xưa đã khuất mà lòng ta cứ gần. Ghé lại bến đò cũ, dòng sông gợi cho ta bao nhớ nhung. Dấu chân xưa trong chuyện mình lúc còn sống là thế, nhưng không ai biết thao thức của người chết đi tìm dấu chân xưa như thế nào. Đơn giản là không có ai từ cõi chết về kể chuyện cho ta nghe cả. Phúc âm có kể chuyện một người chết đi tìm dấu chân xưa như sau. Xưa có một người giàu, ăn mặc gấm vóc và hàng mịn, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có người ăn mày tên là Lazaro, người ta vứt bỏ bên cổng nhà ông, mình đầy lợ nói ước ao có được miếng ăn thừa dưới bàn của ông nhà giàu mà ngốn cho nó. Lại còn bầy chó hoang cứ nếm các ống nhọt người ấy. Nhưng xảy ra là người ăn mày này chết và được các thiên thần đem lên dự tiệc ngay lòng ông Abraham. Còn ông nhà giàu cũng chết và được tống táng trong âm phủ giữa lúc cực hình. Ông nhà giàu ấy ngẩng mặt lên thấy đằng xa Abraham cùng với Lazaro nơi lòng ông. Người ấy mới kêu lên và nói: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay một chút nước mà thấm dịu lưỡi tôi,
vì tôi quằn quại ở đây trong ngọn lửa này. Nhưng Abraham nói, hỡi con, hãy nhớ lại suốt đời con đã đánh cả sự phận lành rồi, còn Lazaro cũng lạnh nhưng chỉ là tai với họa. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây và con phải cần quại đau đớn. Và chăng giữa chúng ta và các ngươi đã cắt ngang định sẵn một vực thẳm, khiến cho từ bên này ai muốn cũng không thể qua bên các ngươi, và từ bên ấy người ta không thể quá giang đến được với chúng ta. Ông nhà giàu lại nói, vậy thì lạy tổ phụ, xin tổ phụ sai Lazaro đến nhà con, vì con còn có 5 anh em. Ngõ hầu Lazaro làm chứng răn dạy chúng, kẻo chúng cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham nói, chúng đã có Môi-se và các tiên tri, chúng hãy nghe lời các ngài. Người ấy đáp, thưa tổ phụ Abraham, không đâu, không đâu. Song có ai từ cõi chết mà về nói với chúng, tất chúng sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy, nếu chúng không nghe Môi-se và các tiên tri, thì cho dẫu có ai sống lại từ cõi chết, chúng cũng chẳng nghe đâu. Bạn thân mến, hai người trong câu chuyện Lazaro và nhà phú hộ đều bước những dấu chân trong đời. Bây giờ dấu chân ấy đưa họ đi mỗi người mỗi ngả. Dấu chân xưa của người Lazaro đưa ông về trời với Abraham. Dấu chân xưa của người giàu đưa ông về cõi vắng mênh mông. Trong cuộc sống này, ta tìm kỷ niệm dấu chân xưa mà nhiều khi không gặp. Khi chết rồi vào giờ phán xét, những dấu chân xưa thiêng liêng ấy sẽ tự ý đi tìm ta, và dấu chân này sẽ đưa ta về cõi hệ trọng vô biên, hạnh phúc hay gian nan. Bởi đó mỗi dấu chân linh hồn đi hôm nay trong cõi đời sẽ là dấu chân thiêng liêng cho ngày mai. Khi nhớ về kỷ niệm là ta đi tìm dấu chân xưa, dấu chân đó có thể là những bước chân trên bến đò, trên con đường nhỏ. Những dấu chân này là dấu chân trong tình cảm, nó sẽ chấm dứt khi ta chết. Còn dấu chân xưa thiêng liêng là đời sống thánh thiện hay tội lỗi, công bình hay gian tham, độ lượng hay hẹp hòi, thì khi cuộc đời chấm dứt, những bước chân này mới bắt đầu khởi động. Lạy Chúa, khi con đi tìm kỷ niệm cũ, tìm dấu chân xưa trong tình cảm, thì xin Chúa nhắc nhở con đến những dấu chân thiêng liêng, để hôm nay con biết đi những bước chân thật đẹp, hầu bước chân này chuẩn bị cho con bước vào hạnh phúc trong nước Chúa mai sau. Hành trang vào đời. Em mời tôi ăn cơm tối. Bữa cơm thịnh soạn có nhiều bạn bè tham dự. Tôi được ngồi kế bên em. Cơm đang ngon, chuyện đang vui, thì một bé gái ở trần chui vào giữa em và tôi, thò tay vào đĩa bốc thức ăn, nhai nhồm nhòm. Mọi người sửng sốt. Tôi mắc cỡ dùng em, nhưng em không mắc cỡ gì. Cười nói vui vẻ, ô, đây là cục cưng của gia đình, cháu bị mát bẩm sinh. Tôi bị hẫng, thay vì mắc cỡ dùm em, tôi lại xấu hổ cho chính mình. Em thao thao kể chuyện về gia đình mình, khách tiệc vừa nhai uể oải, vừa chăm chú lắng nghe, quên bẵng đi cái chuyện mắc cỡ dùm. Em kể chuyện có duyên, chuyện kể em rất là rành mạch. Vợ em hí hửng báo tin, ngày bác sĩ Bưu Linh bảo là vợ chồng em có thể bắt đầu làm cha, làm mẹ. Hai đứa đang khỏe mạnh và vui vẻ ở mức độ cao nhất. Hai đứa cầu nguyện thật sốt sắng.
rồi xoắn lấy nhau như chưa bao giờ yêu nhau đến thế. Hai đứa nhìn nhau và thì thầm, chúng mình sẽ có một đứa con tuyệt vời, khỏe mạnh, thông minh và đạo đức. Em đặt tên cho bé ngay từ giây phút ấy. Tên bé là Minh Tuyết, vì trí của nó thì phải thông minh như bố, và ngoại hình của nó thì phải trắng như tuyết, màu da của mẹ. Cả hai vợ chồng đều hài lòng và hãnh diện về cái tên ấy. Và dường như hai đứa cứ càng thương càng nhau yêu nhau hơn. Em say mê theo dõi sự tăng trưởng của bé Minh Tuyết. Em nôn nóng chờ đợi ngày bé ra đời. Và bỗng nhưng em cảm thấy vợ có bầu ột ịch lại đẹp hơn lúc còn thon thả. Em cảm thấy dường như mình có lãng mạn hơn trước. Cứ đi đâu về thì việc đầu tiên là tìm vợ để nhìn ngắm và nâng niu cái bầu mà em gọi là Minh Tuyết, con của bố. Minh Tuyết vội vã ra chào đời, thiếu ngày, thiếu tháng, khẳng khiu như con chàng hưu vậy, chỉ cân được 2 ký mốt. Cô y tá bồng bé đến, ân cần đặt bên hông mẹ, mỉm cười nhìn con, nụ cười tắt nịm, quay mặt sang nhìn chỗ khác. Ồ, vỡ mộng, bà ngoại gắt gỏng. Con của mày mà tại sao mày mày không nhìn? Ghê quá à. Trẻ sơ sinh thì đứa nào mà chả vậy? Em thương vợ, thương con, thương quá đi mất. Bây giờ em mới giật mình nghĩ ra. Minh Tuyết đã được đậu thai tốt vì ngày ấy cả cha lẫn mẹ đều khỏe, đều vui và yêu nhau tha thiết. Nhưng cái thai Minh Tuyết lại không được nuôi dưỡng tốt. Em đấm ngực ăn năn. Vợ em mang thai Minh Tuyết được 5 tháng thì tai họa đổ ập xuống. Bố vợ bị xe tải cán chết. Họa vô đơn chí. Sau đó 2 tháng thì mẹ em ra đi. Vợ em bị sốc, khóc vật vã, mất ăn mất ngủ. Em cũng mất tinh thần, không còn đủ sức để vực vợ đứng dậy. Em yếu đuối quá. Minh Tuyết là nạn nhân của sự yếu đuối ấy. Cứ ngơ ngơ như người không có linh hồn vậy. Bây giờ em mới hiểu thế nào là tư cách của một người đàn ông, thế nào là sứ mạng của một người chồng, của một người làm cha. Em an ủi vợ, để vợ can đảm làm mẹ của một đứa con khuyết tật. Em yêu thương Minh Tuyết, yêu thương thật nhiều, yêu nhiều để đền bù, yêu nhiều để minh chứng cho mọi người thấy rằng Minh Tuyết vẫn là công trình sáng tạo đầy ý nghĩa của Thượng Đế. Minh Tuyết ngơ ngơ, nhưng Minh Tuyết là người, Minh Tuyết là con của Chúa. Minh Tuyết phải được loài người yêu thương và kính trọng. Đó là đạo trời, đó là đạo làm người. Tôi cảm phục em. Tôi kính trọng em như một đấng nam nhi tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn cứ tiếc tiếc, phải chi trong thời gian tai họa đổ xuống trên gia đình, em khôn ngoan và can đảm như hôm nay, thì em đã cứu được vợ khỏi khóc vật vã, khỏi mang hệ lụy cho Minh Tuyết. Ôi, tiếc quá. Tiếc vô cùng. Phải chi em nghiên cứu kỹ hơn về sứ mạng làm chồng và làm cha, thì em đã đủ khả năng để đối phó với sự bất ngờ như thế. Bây giờ em mới cảm thấy mình thiếu hành trang vào đời. Trễ quá không? Bữa cơm kết thúc, tôi ra về mang hình ảnh của em và của Minh Tuyết, ray rứt khôn nguôi. Hành trang vào đời của giới trẻ chẳng có bao nhiêu. Cao nhất là một nghề trong tay, thấp nhất chỉ có sự rạo rực của phái tính. Hạnh phúc và bất hạnh chỉ là may rủi, chỉ là phần số. Một ông bạn già đã khẳng định với tôi rằng chỉ có 17% gia đình là có hạnh phúc thật. Phần còn lại thì hoặc là tan vỡ hoàn toàn, hoặc chỉ là vui ngượng kẹo mà. Nếu thực trạng của đời sống vợ chồng là thế,
thì quả thật là quá bi thảm. Tình trạng bi thảm của đời sống lứa đôi dẫn theo tình trạng thê thảm của tuổi thơ và giới trẻ thật là khôn lường. Tôi kể tặng em một câu chuyện để em tự an ủi mình và để em xót xa cho đời. Một bà cụ già bồng đến cho tôi một đứa trẻ sơ sinh. Bé không có môi trên và ốm tong ốm teo. Tôi cho ông cha thằng bé này. Bà nượm được ở đâu vậy? Cháu nội của tôi đó. Cha mẹ nó sanh ra, thấy nó tàn tật, đòi vứt xuống sông. Sợ ma quỷ phá hết bầy con về sau. Ô, tại sao kỳ vậy bà? Biết đâu à, người ta nói vậy đó. Đừng có tin dị đoan bà ơi, thất đức quá à. Bà ráng nuôi cháu đi. Ôi, tôi nghèo quá, nuôi không nổi. Ở đầu thế kỷ 21 mà vẫn còn có những người cha người mẹ như thế. Và không biết có bao nhiêu đứa bé ra chào đời như vậy. Chỉ vì chưa được học làm chồng, chưa học được làm vợ, chỉ vì chưa biết làm cha, làm mẹ, chỉ vì vốn liếng vào đời có vỏn vẹn hai chữ rạo rực mà thôi. Yêu muộn. Em gục đầu xuống bàn ăn, khóc nấc lên một cách tuyệt vọng. Thức ăn vương vãi, con mèo nén nén đến nượm một miếng thịt, ngơ ngác rồi biến đi. Tối hôm ấy, chồng em miễn cưỡng về ăn cơm nhà. Vợ chồng nói chuyện với nhau rời rạc như cơm nguội vậy. Chồng em lặng lẽ gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng. Nhằn nhằn ba cái rồi lè ra, ném vào mặt em. Nấu ăn như cờ. Rồi em ngồi chết chân ra. Chồng em quay ngắt ra một cái, dắt xe ra cổng. Rồ máy. Sang số cách cục rồi vọt đi. Chẳng biết đi đâu. Em hận đời. Em hận mình. Từ hồi em còn là bé thơ, em đã mơ làm gì phước. Khi em đã làm gì phước, em lại mơ ước tận hiến cuộc đời của mình để phục vụ nhân sinh. Đời sống tu chỉ lặng lẽ trôi đi. Tham, sân, si vẫn còn đó. Khi tỏ, khi mở, nhưng tình yêu của Chúa bao giờ cũng bao trùm tất cả. Em là một nữ tu thông minh, đặc biệt em giỏi về môn văn và ngoại ngữ. Em cảm thấy mình có hai ơn gọi song hành, ơn gọi tận hiến và ơn gọi phát huy cái tài năng của mình. Em không gặp may mắn, ban lãnh đạo của em chỉ quen đúc tượng theo khuôn, chứ không đủ khả năng làm cho khuôn cho những tác phẩm nghệ thuật mới. Em cảm thấy mình bị vong thân trong cái khuôn truyền thống ấy. Em đành bỏ ơn gọi tận hiến để phát huy tài năng mà Chúa đã ban cho mình. Em cởi áo ròng, em vào đời. Đời không niềm nở với em, nên giáo dục khép kín và bảo thủ đã biến em thành con nai ngơ ngác giữa thành phố. Em đã ngoài 30. Ơn gọi làm mẹ hộ lên như tiếng còi báo động. Em thèm một đứa con, còn hơn người mù thèm ánh sáng. Nhìn cô gái láng giềng ngồi cho con bú, em buồn tủi đến rơi lệ. Ơn gọi phát huy tài năng bây giờ cứ lịm dần đi như hơi thở của người đang hấp hối. Em thích lấy chồng hơn là lấy bằng cử nhân. Hoàng đã đến với em trong thời điểm ấy. Hoàng cầu hôn với em mà không cần suy nghĩ, vì chàng đã quá mệt mỏi trên đường tình rồi. Và lại chàng thích cái chất ma sơ, lai tơ của em. Còn em thì nhận lời chàng không cần tính toán nhiều. Vì còn giờ đâu mà còn tính toán. 5 điểm trên 10 là được rồi. Hai người yêu nhau, nhưng không tha thiết mặn nồng. Chất lãng mạn không còn. Vợ chồng chỉ còn là một tổ hợp dị tính có tính nội quy. Có điều là cả hai đối tác có nhiệm vụ và quyền lợi song phương. Hoàng đi làm về,
Mỗi tháng đưa cho em một vài lượng vàng. Hoàng thường ăn cơm nhà hàng với bạn bè và chỉ có mặt ở nhà để ngủ thôi. Em buồn, nhưng em không được quyền hỏi tại sao. Em sanh con, nuôi con theo khoa học, giáo dục con theo tinh thần phúc âm. Đó là nhiệm vụ của em. Hoàng không bao giờ khen hoặc chê, không bao giờ chống đối. Em lặng lẽ làm mẹ trong căn nhà quạnh quẽ. Hoàng làm chồng như ông tài xế, ngồi ôm vô năng, chẳng nói chẳng rằng, đi khắp thế gian. Hoàng vào đời không ngơ ngác như em. Chàng lện gót giày cùm cụp như người chiến thắng. Chàng thuộc lòng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Chàng không có địa vị cao, nhưng có tài, nên được mọi người kính trọng và kiêng nể. Hoàng là đứa con trai độc nhất và là cháu đích tôn của một ông nội vừa giàu có, vừa phong kiến. Cha mẹ Hoàng chết sớm, Hoàng được ông nội nâng hân nâng chứng, hứng như hứng hoa. Hoàng được làm vua trong gia tộc ngay từ thổ bé tí. Ông vua Tí Hon có một thần dân là ông nội đầy quyền uy. Nền giáo dục ấy đã biến Hoàng thành một người đàn ông thông minh, nhưng cực kỳ ích kỷ kiêu ngạo. Chỉ biết nhận mà không biết cho. Chỉ biết đòi mọi người phải làm theo, cho mình, mà không bao giờ làm vừa lòng ai. Người đàn ông ấy bây giờ là chồng và là vua của em. Hắn đã nện gót giày cùm cộp trên hè phố, thì bây giờ lại nện cùm cộp trên cuộc đời của em. Em khóc lắc nền vì chịu hết nổi rồi. Nếu tôi là em, tôi cũng phải khóc lóc lên như thế. Tôi muốn đau cái đau của em và muốn nuốt cái nhục nhã của em đau quá. Ôi, nhục quá. Có lẽ mọi người khách bảng quang cũng muốn đứng về phía em và muốn chân thành khuyên em. Bỏ nó đi, thà sống khổ chứ đừng sống nhục. Nhưng tôi chưa muốn khuyên em điều gì vào lúc này. Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi đau khổ của em. Tôi chỉ muốn thấy em khóc thật nhiều. Khóc đi em, khóc để vơi sầu, khóc để quên đau. Em chẳng biết Hoàng đi đâu, nhưng tôi biết Hoàng đang bị bạn bè chửi mắng như tát nước vào mặt. Mọi người đàn ông có lương tri đều nên án Hoàng và xấu hổ vì Hoàng. Chính Hoàng cũng đang tự lên án chính mình. Hoàng là người tri thức, Hoàng là người biết điều, Hoàng là một nhà bình luận rất sắc bén. Nhưng Hoàng lại yếu đuối, Hoàng chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục sai lầm. Hoàng không dám giáp mặt em để xin lỗi đâu. Tuy hối hận, nhưng vẫn còn kiêu ngạo. Hoàng sẽ sai sứ giả đến cầu hòa với em. Mong rằng sứ giả của Hoàng sẽ được em niềm nở đón tiếp. Sau sự cố này, Hoàng sẽ thương em nhiều hơn, thương để đền tội, thương để đền bù. Sự cố này Hoàng sẽ biết sống cho nhiều hơn, sẽ khiêm tốn hơn. Người tri thức là người biết tự trọng và muốn vươn lên sau một lần vấp ngã. Hoàng chính là con người tri thức đó. Còn em đã thôi làm ma sơ thì đừng ngơ ngơ như nai tơ nữa. Em đẹp nhưng hơi vô duyên. Em chưa biết làm duyên vì em không dám làm duyên. Người đàn ông nào chẳng muốn vợ mình xinh đẹp và duyên dáng. Có vợ xinh đẹp và duyên dáng là niềm kiêu hãnh của mọi người đàn ông đó em ạ. Em cũng hãy tạm quên những bữa ăn thanh đạm của tu viện đi, để trau dồi môn gia chánh. Mâm cơm vừa ngon miệng vừa đẹp mắt. Hoàng muốn em và hai đứa con được ăn ngon mặc đẹp. Một cây vàng hàng tháng bao trao cho em không phải chỉ để dành cho ngày mai, mà còn để thấy vợ con được sung sướng. Hoàng muốn thế. Em đừng nhìn mình để mà hận. Em đừng nhìn Hoàng để mà ghét. Em và Hoàng hãy cùng nhau nhìn hai đứa con để cùng yêu thương. Chúng nó không thể thiếu cha. Chúng nó không thể thiếu mẹ. Vấn đề chỉ là thế thôi em ạ. Chúng nó có quyền có cha, có mẹ. Quyền ấy là bất khả xâm phạm đó. Chúc gia đình em sớm hạnh phúc nhé. Tình và tiền.
Tôi tình cờ gặp em ở đường Lê Lợi, Sài Gòn. Lê nói quá khiến tôi phải lặng đi vài giây. Ô, con đổi đời mau quá. Con làm gì ở đây? Con làm cho một công ty ở đây ạ. Mừng cho con. Chắc gia đình con cũng bớt bất chật rồi nhỉ. Em cúi mặt nằm thinh, khiến tôi nghi ngờ. Tôi về hỏi bạn bè của em. Con Yến làm gì ở công ty X vậy con? Mà nó bốc lên mau như thế. Tụi nó bụng miệng cười hí 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 hí, rồi đùa nhau bật mí. Gia đình em nghèo lắm. Cha em đạp xe vua, mẹ em quạt chuối nướng. Em học hết lớp 5 thì nghỉ, đi bán bắp ở bến xe. Em bán rất đắt, lái xe, lơ xe, xe ôm đều đua nhau mua bắp của em. Bắp thì không có gì đặc biệt, nhưng người bán bắp thì xinh xinh, quá là xinh. Thế là em có tiền đưa cho mẹ và có tiền may sắm. Người đã đẹp bây giờ lại đẹp thêm, càng ngày càng đẹp. Đẹp quá đi thôi mà. Cha em chở nước đá cho bà chủ căng tin của công ty X. Thấy cha em thật thà, bà chủ muốn giúp đỡ. Anh cho con Yến vô làm với tôi. Bán bắp ở bến xe tuy cũng có đồng ra đồng vào, nhưng thấy nó lam lũ quá, tội nghiệp. Chị giúp đỡ thì tôi cảm ơn, để tôi nói với cháu xem sao. Chỉ trong vòng 2 tháng, nước da bánh mật của em đã biến thành nước da non lạ của trứng gà bóc. Công nhân tôn em là Miss Công ty. Đời em nên hương, hương thơm ngạt ngào tỏa ra văn phòng ông giám đốc. Em độc quyền bưng đồ từ căng tin lên phòng làm việc cho ông. Cứ thế rồi, em được thăng chức quản lý văn phòng đặc biệt của công ty, đặt tại Sài Gòn. Văn phòng chỉ là nhà lầu trống vắng, không có khách hàng lai vãng. Mỗi tháng ông giám đốc đi công tác ở Sài Gòn vài 3 lần, mỗi lần dừng chân ở đó vài 3 bữa. Em làm việc không lương, nhưng được bo rất hậu hĩnh. Em có tiền may mặc, mua sắm nữ trang và gửi tiền về cho các em ăn học. Cha em thôi đạp xe vua nữa, mẹ em thôi quạt chuối nướng. Căn nhà lá sụp sịp biến thành ngôi nhà tường khang trang, rồi trở thành tiệm tạp hóa nho nhỏ vừa cung đủ cho nhu cầu hàng ngày cho xóm lao động nghèo. Con Yến có xấu sung sướng ấy nhỉ? Người ta bảo thế, nhưng em vẫn chưa vừa lòng. Trên thực tế, em làm chủ căn lầu, nhưng trên pháp lý căn lầu vẫn đứng tên ông giám đốc. Tương lai vẫn còn mù mịt, vợ của ông vẫn là một mối đe dọa thường xuyên. Ông giám đốc vẫn có khả năng ra hầu tòa. Bạn cũ thắc mắc với em. Ê, mày bỏ xưng tội 2 mùa phục sinh rồi đấy nhá. À, tao còn kẹt, năm tới tao mới đi xưng tội được. Ơ, tại sao mày phải đợi tới sang năm? Tao bắt ông phải sang tên cái nhà lầu ấy cho tao á. Làm giấy tờ xong tao sẽ đá đít ông luôn. Ôi, sao mày tàn nhẫn vậy? Đời mà, người ta lợi dụng mình thì mình cũng phải biết lợi dụng người ta. Bộ tụi mày tưởng người ta tốt lắm hả? Bồ nhí một nhóc cái kìa. Em hứa sang năm sẽ bỏ đời để trở về với đạo. Nhưng đối với em thì đạo vẫn chỉ là cái đời. Mà đời đối với em chỉ là cái lá đa, chỉ là cái mõm chó. Lá đa thì nhỏ, mõm chó thì đen.
Sự đời như cái lá đa, đen như mõm chó chém cha sự đời. Chỉ vì cái sự đời mà ông giám đốc công ty đã hy sinh cả cuộc đời của mình. Vợ ông đeo vàng đỏ người, nhưng nụ cười héo hắt và ngạo ngược. Là vợ nhưng vợ chỉ là cái quan trọng, chồng chỉ là người khách vãng lai. Tương quan vợ chồng chỉ là thế. Hai đứa con đã lớn, vừa học vừa chơi, chơi nhiều hơn học. Học khơi khơi nhưng vẫn có bằng khen. Bằng khen được mua bằng tiền. Đời của ba mẹ còn đều đen như mõm chó. Một ngày nào đó ông giám đốc sẽ ra hầu tòa. Sự nghiệp của ông sẽ cháy thành tro bụi. Vợ thì không hiền, con thì không ngoan. Thế thì phá sản thôi. Ngoại hình của em thì le lói quá, nhưng tâm hồn của em thì đã tối đen như mực. Tình của em đen, tiền của em cũng đen. Cả tình lẫn tiền đều tráo trở và lật lọng như nhau. Tại sao thế nhỉ? Chỉ vì tiền. Em thương tiền đến độ tôn thờ nó như thần thánh. Em trả giá quá cao để mua lấy tiền. Giá ấy là cả cuộc đời của em, là lương tâm của em trong sáng, là lẽ công bằng và sự khiết tịnh của đạo. Em đánh mất quá nhiều, mất hết. Thế là em tưởng rằng em chỉ mất mỗi cái lá đa. Tiền rất quý, đúng vậy. Nhờ có tiền mà em nuôi được bầy em ăn học, được học. Nhờ có tiền mà cha mẹ em không còn lận đận. Nhưng đồng tiền chỉ thật sự hữu ích khi em coi nó là một tên đầy tớ. Em tôn sùng nó như thần thánh. Nó sẽ đẹp em xuống tận bùn đen. Chính Chúa đã phải cảnh giác thật rằng các con không thể vừa nhờ Thiên Chúa mà vừa thờ tiền bạc được. Em sẽ trở về với đạo sau khi đã đá đít ông chồng hờ, ôm theo căn nhà lầu trị giá 1/4 tỷ. Em đã đánh mất đạo rồi, thì còn đạo đâu nữa mà về. Em hãy ra từ người chồng bất hợp pháp, nhưng đừng đá đít. Còn căn lầu ấy không phải là tài sản của em. Tôi nghi ngờ nó cũng không phải là tài sản của ông giám đốc ấy. Là của ai thì pháp luật sẽ trả lời. Em hãy trở về với đạo, không còn gian dối, không còn hận thù, không còn gian tham. Đạo sẽ dang rộng cánh tay đón em, yêu thương em như thuở nào, và còn thương em nhiều hơn nữa. Tôi thấy cuộc đời của em chưa đen như mõm chó đâu, vẫn còn những bông hoa thật đẹp. Đó là bông hoa hiếu dâng lên cha, lên mẹ. Đó là bông hoa thảo tặng cho bảy em nhỏ. Hai bông hoa vẫn rực rỡ, vừa thơm như hoa, vừa thảo như người. Và cứ như thế, em hãy làm lại cuộc đời, để đời em mãi mãi là hoa, để hoa mãi mãi là biểu tượng của đời người em nhé. Biết ơn. Trả ơn và biết ơn có giống nhau không? Sắp chết đuối trên biển, có người cứu tôi sống. Ơn mà họ cho tôi đó là sự sống. Như thế tôi lấy gì tương xứng để trả ơn đây? Nếu nói trả ơn là những hành động đáp trả bằng vật chất, thì có khi người làm ơn quá giàu, họ chẳng cần đến trả ơn của tôi. Là vật chất thì có khi người nhận quá nghèo, chẳng có gì để báo đáp. Lại có khi không thể trả ơn được, vì không có gì cân xứng với điều mình đã nhận. Trả ơn là hành động diễn tả tâm tình của người chịu ơn với người cho ơn. Là hành động diễn tả, nó chỉ là biểu tượng cho một thực tại khác sâu xa hơn. Biểu tượng diễn tả bao giờ cũng nghèo nàn hơn thực tại của điều được diễn tả. Tặng người yêu một cánh hồng. Cánh hồng là biểu tượng diễn tả tình yêu. Cánh hồng sẽ héo khô. Như vậy, cánh hồng chỉ là hình ảnh nghèo nàn khi so với trái
chính tình yêu là thực tại ở đằng sau nó. Trong ý nghĩa hành động trả ơn chỉ là để diễn tả lòng biết ơn thì quả thật phương tiện diễn tả bao giờ cũng nghèo nàn hơn thực tại diễn tả. Tuy nhiên, nói lại cần thiết. Không có hành động diễn tả, làm sao biết được thực tại vô hình cần được diễn tả? Cũng vậy, Thiên Chúa đã làm người có thân xác để con người hiểu được. Ngài cũng đã diễn tả tình yêu thực tại vô hình bằng nước mắt, bằng cái chết cụ thể để con người cảm nghiệm. Chúa đã yêu mến tôi và phó lục mình vì tôi. Vì thế, lòng biết ơn cần được diễn tả bằng trả ơn. Làm ơn khác với cho vay. Cho vay thì đòi lại, làm ơn thì cho đi nhưng không. Nếu người làm ơn không đòi sự trả ơn, thì trả ơn chỉ cần thiết để minh chứng lòng biết ơn cho chính người chịu ơn. Người chịu ơn cần phải biểu tỏ lòng biết ơn bằng hành động cụ thể để kiểm soát chính mình. Làm sao có thể nói tôi biết ơn bố mẹ trong khi bố mẹ nghèo túng mà tôi không giúp đỡ? Trả ơn là hy sinh vì phải cho đi phần nào của mình. Cho đi thường gây nuối tiếc. Hỏi lòng mình nuối tiếc nhiều hay ít khi phải cho đi để biết mình biết ơn nhiều hay biết ơn ít. Có hai thứ chịu ơn: vật chất và tinh thần. Vật chất thì có thể tính bằng con số và đo bằng mức độ, một lượng vàng, 1.000 đồng, vân vân. Nhưng con người là hữu thể gồm cả hai, thân xác và linh hồn. Vật chất gắn bó với tinh thần và ảnh hưởng đến nhau. Bởi đó, những ơn ta nhận dù là vật chất đo được bằng con số cũng chẳng đo được khi ảnh hưởng tới tinh thần. Thí dụ, lúc nghèo, có người giúp tôi 10.000 để ăn học. Khi học thành tài, tôi có thể trả ơn lại số tiền lớn gấp đôi. Nhưng nếu không ai giúp tôi học hành xong, đời tôi chắc chắn sẽ sang một bước ngoặt mới. Món tiền chỉ giúp tôi trong mấy năm ngắn ngủi, nhưng sự giàu có kiến thức tôi thu nhận được qua việc học hành sẽ ảnh hưởng cả đời tôi. Do đấy, tôi chỉ trả ơn xong những gì đã được giúp, còn lại cả đời tôi nhờ sự giúp đỡ ban đầu ấy mà học hành lên làm sao tôi trả được đây. Vì thế, trả ơn có thể là xong, nhưng biết ơn phải là mãi mãi. Có những chịu ơn về tinh thần còn sâu thẳm hơn nữa, khó mà định nghĩa rõ ràng để trả ơn. Chẳng hạn, một nâng đỡ lúc đời tôi chung quanh chán trường cô đơn. Trong lúc lạnh lẽo ấy, tôi cần có một nửa ấm tình thương nâng đỡ. Dù nửa ấm ấy, nâng đỡ ấy có nhỏ đến đâu đi nữa, cũng nhờ có chút ánh sáng đó mà tôi lần mò đã được căn hầm. Lúc tìm được ánh sáng rồi, tôi chẳng thể nói rằng tôi trả ơn lại bằng 10 ngọn nến cháy sáng là xong. Một ánh lửa trong đêm tối thì giá trị hơn mặt trời khi có ánh sáng. Đúng vậy, những nhận ơn về tinh thần thì làm sao trả được. Vì thế phải biết ơn mãi mãi. Kẻ nghĩ rằng chỉ trả ơn là xong, không cần biết ơn nữa, đó là một tâm hồn nghèo nàn. Không biết ơn chẳng làm cho người ban ơn ra thiệt thòi, mà chỉ làm cho tâm hồn kẻ chịu ơn ra chật hẹp. Vì họ đã lấy hình ảnh biểu tượng để thay thế cho chính thực tại được biểu tượng. Vậy ai là người tôi mang ơn đây? Tôi phải biết ơn người và biết ơn Chúa. Bắt đầu là mầm sống trong bụng mẹ. Ngày đó tôi đã chịu ơn rồi. Tôi vào đời với tiếng khóc như biểu tượng sự yếu đuối và thiếu thốn của tôi gửi tới mẹ và những người xung quanh. Từng dòng sữa, từng hơi ấm, lớn lên từng bàn tay dắt dìu, từng muỗng cơm, tất cả đời tôi là những chi phiếu chịu ơn.
thầy cô dạy tôi từng mẫu vần ABC, rồi rời ngôi làng nhỏ. Vào đời, tôi cần tình yêu, tôi cần thông cảm, tôi cần tình bạn. Nếu thiếu vắng chúng, đời tôi sẽ buồn lắm đây. Ai dệt đời mình bằng những liên hệ chịu ơn, thì biết ơn là con đường người ấy phải đi. Có túng thiếu mới phải chịu ơn, nhưng túng thiếu cũng có nhiều cấp bậc. Có thứ thiếu ít, có thứ túng nhiều, có thứ cần nhưng không cần đến nỗi cần lắm, có thứ bắt buộc phải có, đấy là sự cần tuyệt đối. Điều cần tuyệt đối này chính là sự sống. Tôi không thể ban cho mình sự sống. Hiển nhiên là khi không muốn chết, tôi vẫn chết. Sự sống của tôi, thứ tôi cần tuyệt đối này đã đến từ chính Chúa. Vậy chịu ơn Chúa là con đường tôi phải đi. Nói đến trả ơn, chỉ có trả ơn người chứ không bao giờ trả ơn Chúa được. Hôm nay tôi nghèo, có người giúp tôi. Một thời gian sau tôi có thể giàu hơn họ và tôi có dịp trả ơn. Nhưng với Chúa thì bao giờ tôi cũng nghèo, cũng túng thiếu. Chúa chẳng cần gì để tôi có thể trả ơn, bởi có gì của tôi mà không đến từ Chúa. Do đó tôi chẳng thể trả ơn mà chỉ có thể biết ơn mà thôi. Vậy thế nào là biết ơn Chúa? Khi cho em bé một món đồ chơi, em thường vội vàng cầm chặt, sung sướng quý mến nó. Đấy chính là lòng biết ơn. Em không thể trả ơn bằng một vật gì. Tôi không chờ đợi em đáp trả vì em chẳng có gì. Thiên Chúa đối với tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể biết ơn Ngài bằng thái độ yêu quý những gì Ngài ban tặng. Tặng vật lớn nhất là sự sống và tiếng kêu mời làm con của Ngài. Bởi đó, tôi phải yêu quý sự sống của tôi. Tôi phải yêu tôi. Tôi phải yêu đời. Ghét bỏ chính mình, từ chối tiếng kêu mời không phải là sự vô ơn với kẻ ban tặng sao? Tất cả những gì hiện hữu, vũ trụ và con người đều đến từ Thiên Chúa. Vì đến từ Chúa nên những liên hệ giữa vũ trụ và con người, giữa con người với nhau là một hòa điệu Thiên Chúa xếp đặt để con người tham gia vào chương trình lãnh ơn sủng của Ngài mà trao tặng cho nhau. Tôi chẳng có gì thì những gì tôi giúp kẻ khác cũng chẳng đến từ tôi, nhưng từ một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là chính Chúa. Và cũng vậy, những gì tôi nhận lãnh từ người khác cũng có một nguyên nhân như thế. Vì mọi sự tôi nhận từ tha nhân cũng là do ơn Chúa, nên lòng biết ơn của tôi đối với tha nhân cũng phải biết ơn Chúa. Vì tha nhân đã xử sự tự do của mình để trao tặng tôi, cho nên lòng biết ơn của tôi đối với Chúa cũng phải là biết ơn tha nhân. Sự sống tôi mỏng manh, nghèo nàn, nên biết ơn là điều quan trọng. Nó phải là lối sống của Kitô hữu. Xã hội là gia đình Thiên Chúa. Sự biết ơn tha nhân có căn bản bắt nguồn từ ơn Thiên Chúa. Nên biết ơn nhau cũng có giá trị trong ý nghĩa đường đời về đường cứu độ. Lạy Chúa, từ con chẳng có gì, thì xin cho con hãy rộng lượng cho đi. Và xin Chúa hãy nhắc nhở con, để biết ơn Chúa, con cũng phải biết ơn người, và biết ơn người là biết ơn Chúa. Không biết yêu. Tôi đi tìm tiệm tiệp hóa để mua một số viên pin, có tiếng kêu cha ở sau lưng. Tôi quay lại thấy vợ em đội khăn tang, mắt đỏ hoe. Chồng con bị ung thư mới mất hồi hôm ạ. Ồ, để cha thắp cho anh một cây nhang. Tôi tìm tên thánh của em trên vách. Không có. Tôi hỏi vợ em, tên thánh của chồng con là gì? Dạ, chồng con là người ngoại ạ. Ồ,
hồi đó cha làm phép cưới cho con mà. Dạ, chúng con thôi nhau từ lâu rồi ạ. Sau một thời gian con mới lấy anh này ạ. Ồ, xin lỗi em, vì tôi tưởng em đã chết. Vợ em lấy chồng, rồi bỏ chồng. Vợ em lại lấy chồng, rồi chồng chết. Còn em thì lấy vợ, rồi mất vợ, mất con, và lại lấy vợ. Ôi, cuộc đời buồn quá ha. Tôi điều tra về cuộc đời của em. Em lấy vợ, cha em làm cho em một căn chòi sát ở bên bờ sông và chia cho em 4 công ruộng. Không đủ sống, em phải đi làm mướn để sống qua ngày. Vợ em có thai được 6 tháng. Ồ bệt, tối ngày chỉ luẩn quẩn quanh trong cái chòi, nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, rồi lại nằm võng. Cót két đu đưa nhưng lại ăn rất khỏe. Tôi tình cờ gặp em. Vợ chồng tụi con có vui vẻ không? Con thì đầu tắt mặt tối, còn nó thì chơi không suốt ngày, không làm ra một đồng bạc cắc mà ăn như heo ấy. Mỗi bữa nó ăn hết 1 thau cơm. Vợ con có thai thì phải ăn gấp 2 để nuôi bé chứ con. Em làm tinh một cách nhẫn nhục, tôi chỉ biết đến đó. Các bạn của em kể tiếp. Vợ ăn nhiều thì phải mừng, tốn gạo thì đỡ tốn tiền thuốc. Nó ngu như trâu ấy, ngu nên mới mất vợ, cũng vừa. Bây giờ tôi mới hay. Mỗi bữa em khuyên vợ chỉ nên ăn 3 chén cơm. Vợ em hờn dỗi nên chỉ ăn 2 chén. Nhưng đói chịu không nổi. Em không cho vợ giữ tiền, vợ em phải xúc gạo đổi lấy bún mà ăn chứ. Bà út thêm chèo xuồng bán bún rong, mùi bún nước nèo thơm ngào ngạt. Vợ em chỉ cần ngoắt một cái là xuồng ghé bến, tha hồ mà xì sụp. Thấy khạp gạo mau vơi, em sinh nghi. Em rình và bắt quả tang vợ đang xúc gạo đổi bún. Em chửi vợ tàn tệ như chửi súc vật vậy. Vợ em không chịu nhục, ôm đồ và ôm bầu về với mẹ ruột. Em chống xuồng về bên ấy xin lỗi mẹ để rước vợ về. Vô ích, thế là hết. Em bỏ căn chòi bên bờ sông, chèo xuồng lõm chõm đi về hướng nam. Đi mà không mất, không tạm thấy tâm tích. Em lại có một căn chòi khác, nhỏ hơn nhưng ấm cúng hơn. Căn chòi của một người đàn bà quá. Bà tặng em một đứa con mà em không mất công sinh thành. Bé gái lớn lên năm nay đã lên 5, đen thủi đen thui, cặp mắt trắng dã nhưng rất dễ thương. Trẻ em nào mà chẳng dễ thương. Em lại có với người đàn bà quá ấy 2 đứa con nữa, có trai có gái, cung cúc tận tụy, không than phiền, không tả oán. Em đã thấm đòn rồi. Bây giờ em đã tạm ổn định cuộc sống. Từ đây em hãy nhìn về phía sau, rồi nhìn về phía trước. Nhìn về phía sau, em thấy mình đã phạm nhiều lỗi lầm. Vợ em có thai mà em không cho ăn nghỉ. Em tả oán vì em phải đầu tắt mặt tối để nuôi người vợ không công suốt ngày. Cái thai ấy là con của 2 vợ chồng. Thế mà một mình vợ em phải mang nặng đẻ đau. Ấy là chưa kể đến ngày sanh con, đau như đứt từng khúc ruột. Em không chia sẻ một phần nào hết. Vậy cái đầu tối mặt tối của em chỉ là cái đền ơn vợ mang thai cho em thôi. Nếu em không còn muốn nhìn nhận công lao ấy của vợ em,
thì hãy chọn một trong hai điểm sau đây. Một, em xin Thượng Đế cho em mang bầu để đẻ cho vợ đi. Hai là hãy làm mướn hay là mướn người dưng mang bầu thay cho em. Em đi làm, công mang bầu lớn lắm đó, nhưng em chỉ cần trả một ngày 40.000 đồng thôi, còn công xanh đau đứt ruột thì tính riêng theo sự thỏa thuận giữa đôi bên. Vợ ăn khỏe thì em chê ăn như con heo, ăn khỏe được thì mừng, ăn khỏe thì đỡ tốn tiền thuốc, ăn khỏe thì sống vui vào làm ra nhiều của cải. Vả lại vợ em ăn nhiều để nuôi con của em, biểu vợ ăn ít là em cúp khẩu phần của đứa bé đang lớn trong bụng mẹ. Em có thể tàn nhẫn như thế đối với đứa con của em ư? Bạn chê em là người ngu như trâu. Thật chí lý, em chỉ vợ em một cách tồi tệ. Vợ là người để em yêu và kính trọng. Chính em đã cam kết thi hành điều ấy trong ngày thành hôn mà. Em cam kết long trọng trước Chúa và giáo hội, yêu thương và kính trọng vợ mọi ngày suốt đời thôi mà. Đây là món nợ đời, món nợ mà em mắc phải với vợ, muôn đời không trả được. Và nhìn về phía trước, trước mắt em là một người vợ cũ đã được Thiên Chúa nối kết mà loài người không được phân ly mà. Cũng trước mắt em là người vợ sau và hai đứa con mà em đã sinh thành. Ấy là chưa kể đứa con chính thức mà em đã cấu tạo trong hôn phối thứ nhất. Em phải làm gì bây giờ? Nhà làm luật biểu em phải trở về sinh hoạt với người vợ chính thức. Được không? Nên không? Luật vị nhân sinh hay luật vị vị luật? Người vợ bị ruồng rẫy sẽ không bao giờ quay trở lại để nhìn em. Người phụ nữ không thích quên và không bao giờ quên. Vả lại nếu em sum họp được với người vợ cũ, hàn gắn được vết thương sâu hẳm, thì số phận của hai đứa con mà em có với người vợ sau sẽ ra sao nào? Sẽ đi về đâu? Chúng có quyền được yêu thương, được nuôi nấng và được dạy dỗ. Chúng không thể bị ruồng rẫy. Quyền lợi ấy của chúng là quyền lợi tối thượng. Em phải chết để chúng được sống. Em phải sống bất hợp luật để chúng được nhờ. Và hãy phó thác đời mình cho lòng thương xót của Chúa. Hãy sống thật tốt để đền bù. Đó là ý kiến riêng của tôi đó. Ngày lễ bạc. Tôi chết được 20 năm rồi. Hôm nay tôi trở lại tảo mộ lần thứ hai. Tôi gọi là ngày lễ bạc. Sau khi chết được 3 năm, tôi tảo mộ lần thứ nhất. Lần đó tôi kể trong tập sách Cô đơn và sự tự do. Ngày đó mộ tôi không có hoa, không có ai đến mộ tôi cả. Tôi đứng đó hồi hộp suốt buổi chiều. Mây xuống thắp xám một hoàng hôn, rồi trời tắt nắng phía sau hàng cây. Tôi còn nhớ hôm ấy trời không có gió, nghĩa trang im lìm. Sau 3 năm tôi chết, vẫn còn ít người nhớ và cầu nguyện cho tôi. Nhưng không ai ra nhìn mộ tôi. Tôi biết nếu trở lại vào năm sau thì cũng thế, thản nhiên như một cánh chuồn chuồn đậu hờ hững trên một bờ dậu thưa nào đó. Không có gì hồi hộp nữa nên tôi không trở lại. Đợi 20 năm sau, một kỷ niệm đặc biệt hơn, ngày lễ bạc. Tôi đang đứng trong nghĩa trang, chỗ tôi đứng lần thứ nhất cách đây 20 năm về trước. Tên tôi vẫn còn, tên được khắc vào mộ đá, nhưng rêu nhiều năm rồi, dơ bẩn nữa. Mộ đá không còn sạch như 3 năm sau khi tôi chết. Bây giờ thì sần sùi, mốc rêu xanh. Ngày xưa không có cây cổ thụ ở chỗ này,
họ trồng bao giờ thế nhỉ? Cả cái nghĩa trang này bây giờ cũng khác. Ngôi mộ cạnh tôi không còn. Họ bốc đem đi hồi nào mà bây giờ có một cái tên khác lạ hoắc hả? Trên cành cây già, một loại côn trùng nào đó rỉ rả tiếng kêu cuối mùa. Hôm nay cũng không có gió như lần trước. Những chiếc lá lặng lẽ, nghĩa trang cũng yên tĩnh như ngày xưa. Tôi đến gần mộ, nhìn xác tôi dưới đất sâu. Chiếc quan tài gỗ mục từ bao giờ? Đất sập kín lẫn với xương, đất dưới đó ẩm ướt, có bùn sền sệt. Nước quanh năm, tôi không còn hình hài gì cả. Có những con côn trùng trườn qua trườn lại trên khúc xương. Người ta bảo trắng như xương, thật không phải thế. Xương lấm dơ đen, rỗ những vết bọ ăn. Bùn cắm chặt vào những kẽ nứt, bọ ăn làm các xương không còn nhẵn nhụi. Chiếc sọ đầu còn nguyên vẹn hơn cả. Hai cuồng mắt rất là to. Tôi nhìn xuống, chiếc sọ cũng giống như trăm nghìn chiếc sọ khác. Tôi không thể phân biệt được. Ngày còn sống, tôi băn khoăn về làn da. Ô nhìn kìa, chỉ tuần lễ sau khi chết, nó rữa ra. Ngày còn sống, tôi thì trải chuốt mái tóc. Tôi tìm cách nhuộm cho người ta thấy mình trẻ trung. Tôi băn khoăn về cái nhìn. Tôi muốn chinh phục. Bây giờ cái sọ trống rỗng, nhúc nhích loại run nào trong đó. Tôi đứng nhìn tôi. Tôi nhìn sang tất cả những xác chung quanh và tôi sợ. Tôi thấy xa lạ với chính mình. Hình hài thân xác tôi đấy ư? Tôi đang mừng 25 năm. Nễ bạc sao? Còn đâu những lúc băn khoăn mùi nước hoa? Tôi biết chắc là không có ai đến mộ tôi sau 25 năm. Tôi biết là không có hoa ở mộ. Tôi không hồi hộp gì cả. Tôi không chờ đợi gì cả khi trở về đây. Kỷ niệm 25 năm ngày tôi chết là của riêng tôi. Hôm nay tôi có thì giờ nhìn ngắm tôi và những gì xảy ra nơi đây. Ở một góc kia, người ta đang khóc. Một đám tang đang chôn. Có linh mục mặc áo lễ, lại cũng có ca đoàn hát. Sao mà giống tôi 20 năm về trước thế? Hoa chung quanh mộ, rồi mấy hôm nữa hoa cũng sẽ rữa tàn. Người được thuê làm vệ sinh lại hốt đổ vào thùng rác. Có những mộ bia không còn hình dạng. Họ ra đi trước tôi lâu rồi. Có người thì mới chôn được vài năm. Có người 10 năm, có người 20 năm, có người cả 100 năm nữa chứ. Ghê nhất là những người mới chôn. Ngôi mộ này của một người đàn bà chết đã tháng nay. Áo quần còn mới, nhưng xác rữa rồi, núc núc giỏi bọ. Chiếc quan tài còn cứng, xác trong đó thì phồng căng lên, sình rữa ra, tóc bết lại với nhau. Áo nhung và thịt kết dính chặt lại. Những con giòi trắng cắn loang lổ nhiều vùng vải lỗ chỗ ấy. Đấy cũng là hình hài tôi 20 năm về trước. Ngày còn sống, tất cả những người đang nằm đây sũng xuê từng ngọn tóc mà bây giờ thế ư? Tôi đi tìm xem ai là người trí thức. Không thấy ai cả. Chết được vài ngày, tất cả sọ người đều nồng nặc hôi thối. Tôi đi tìm xem ai là người nổi tiếng. Tất cả chỉ là những mảnh xương dính bùn đen đủi và toàn giòi bọ bên trong. Tôi đi tìm xem ai là người giàu có. Không thấy ai cả. Tất cả đều trần trụi, không còn manh áo che thân. Tôi không thấy kim cương, vàng bạc. Tôi tưởng người thân chôn theo, nhưng không, người ta giữ lại hết. Người ta chỉ chôn xác thôi. Rồi tôi đi tìm xem ai là người núp sống. Họ lên tiếng phải xây dựng giáo hội thế này, phải thế kia, phải cải tổ giáo hội thế này, thế kia. Không thấy ai cả. Lúc đương thời, họ sống chết ăn thua đủ với nhau chỉ vì bảo vệ đức tin. Trong cái nghĩa trang này, thân xác nào cũng hôi tanh. Tôi lại nhìn tôi dưới một ngôi mộ sâu.
Cái sọ kia ngày xưa đã bao nhiêu suy nghĩ, những giấc mơ bay về đâu, còn dưới đó không? Trái tim ôm ấp bao nhiêu tình cảm, cái mùi tanh hôi lồng lên khi nó rửa ra. Tôi nhìn lại tôi dưới ngôi mộ sâu, tôi nghe chung quanh tôi trăm nghìn tiếng động xèo xèo, nhiều xác mới chôn đang rửa ra, tiếng những con bọ ăn vào xương, những xác chết đang xảy ra giống tôi 20 năm về trước. Ở phía kia đám tang đã xong, nhiều người đứng xa mộ có thể đã về sớm hơn. Họ còn nhiều việc phải làm, họ rất bận rộn, họ không muốn ở đây lâu. Chiều xuống tối rất mau, người ta phải về, xác mới chôn nằm đó. Vài ngày nữa sẽ có ai đó tiếc thương đem hoa ra mộ chăng? Rồi 3 năm sau không còn ai. 20 năm sau nữa, nếu trở lại về đây, sẽ giống như tôi bây giờ. Lần lượt ra đi theo con đường đó giống nhau. Bỏ nghĩa trang, tôi đi tìm lại con đường tôi đi năm xưa. Phần lớn còn đó những chỗ này mới hơn thì chỗ kia cũ kỹ. Nhiều tòa nhà bỏ trống hoang phế, tôi không còn gặp mấy người quen. Một vài người tôi tìm mãi mới thấy, vì họ thay đổi quá nhiều rồi. Họ chậm chậm, đau yếu, họ nặng thần. Cái thế giới 20 năm về trước không còn. Đất trời còn đó, mặt trăng vẫn thế, cả gió biển và màu xanh của gió nữa. Nhưng con người và thế giới lúc họ còn trẻ đã hết rồi. Đời họ bây giờ ai cũng lầm nỗi. Tôi đứng nhìn họ mà không muốn hỏi chuyện, vì bắt họ phải nhớ lại những ngày tháng quá xa. Bây giờ họ chỉ muốn thầm lặng sống qua ngày mà thôi. Vài người sống sót lại trong viện dưỡng lão lặng lẽ. Người tôi quen ngày xưa chết hầu hết rồi. Những tờ thư cũ, tấm hình năm xưa sau khi tôi chết, có vài người giữ nó ít năm. Đến lúc họ chết đi thì kẻ sau dọn phòng không biết tôi là ai. Tất cả đều vào thùng rác sau khi người đó chết ít ngày. Bây giờ tôi không còn dấu vết nào bao. Tôi đi tìm những chữ nghĩa ngày xưa tôi học, vất vả toan tính. Ngày ấy nuôi bao nhiêu mộng mị ở miếng bằng ra trường, bám vào tên tuổi muốn xã hội ban tặng, cần treo tấm bằng ở nơi làm việc, chụp chung tấm hình với nhân vật tiếng tăm. Bây giờ chả còn gì nữa. Đã 20 năm rồi còn gì. Tất cả đồ dùng của tôi đã biến mất. Chiếc xe ngày xưa tôi đau buồn vì chảy vết sơn, ngày ấy không dám cho người khác mượn. Tôi lau chùi thật bóng, bây giờ là bụi rác ở đâu? Tôi đứng đây nhìn lại cuộc đời, tất cả qua đi như cơn gió thoảng. Mà sao ngày ấy lòng tôi lại buồn chồn lo lắng, tiếc nuối những thứ này thế nhỉ? Tôi đi tìm những công trình tôi đã để lại, để người công trình này, người để công trình kia. Tôi để lại những bài diễn văn, ai còn nhớ? Họ quên ngay khi tôi rời cái microphone mà khi ra khỏi phòng họp, ngay mấy phút sau. Vậy mà hôm nay tôi đi tìm nó như một công trình để lại sao? Giật mình, tôi thấy mình quá ngơ ngẩn. Vậy tôi đi tìm gì hôm nay? Còn gì không? Ngay cả những người tôi quen biết cũng không còn, thì tôi còn gì nữa? Ai mà giữ những kỷ niệm của tôi khi họ không biết tôi là ai? Tôi không ngờ ngày lễ bạc này buồn tẻ hơn ngày tảo mộ lần thứ nhất. Ngày ấy sau 3 năm tôi chết, đứng một mình ngoài nghĩa trang. Không ai ra mộ tôi như hôm người ta chôn tôi. Nhưng ngày ấy trở về, tôi còn nhìn thấy nhiều bóng hình thân quen. Tôi còn gặp vài tờ thư tôi viết cho họ. Có kẻ còn giữ tấm hình tôi. Lần này hoang vu quá, trống trải ngày 20 năm lễ bạc mà vắng thật. Bây giờ tôi hiểu, ngày lễ bạc là của chính mình, một mình thôi. Nhiều điều chết rồi mới thấy rõ, lúc sống sao tôi không nhìn thấy.
Chẳng hạn như tôi băn khoăn làm sao để lại công danh cho đời. Đời chả cần gì tôi, cần hay không, tiếng kêu của một cánh ve trong chiều hè trống trải mênh mông. Chẳng hạn như tôi lo lắng ngày mai sẽ ra sao, tôi phải tích cóp bao nhiêu cho đủ. Bây giờ thấy quá rõ rồi, ngày mai tức là bây giờ tôi đang đứng đây. Trong nghĩa trang người ta không còn nhan sắc, người ta không cần ở chỗ ở. Nếu bây giờ sống lại kiếp người, tôi sẽ rong chơi, tôi sẽ ca hát với suối xanh, tôi sẽ với mây trời cho trái tim tôi bao dung. Nhưng quá trễ rồi, tất cả những gì thấy đều không mang theo được sau khi tôi chết. Son phấn ư, sự nghiệp ư, cũng không phải tất cả những gì thuộc tinh thần là mang theo được đâu. Những điều thuộc tinh thần như tình yêu, lòng thù ghét, niềm kiêu hãnh, sự ghen tị, giận dữ, bao dung cũng tùy đó. Chỉ những gì tinh thần mà thuộc về Đức Kitô mới tồn tại. Như vậy, cuộc đời người ta phải bỏ lại 98%, chỉ có 2% mang theo tình yêu Chúa và bao dung với người đời. Lúc sống tôi quá vất vả cho 98% cái không mang theo được. Hôm nay nhìn lại ngày kỷ niệm 25 năm tôi chết, trở về tìm lại những bến bờ đã đi qua, chả còn gì. Nếu tôi được sống lại, tôi sẽ sống như thế nào? Hỏi mình vậy thôi, chứ tôi biết quá trễ rồi. Đường tôi đi, bây giờ lại vẫn chỉ một mình. Một mình đi, tôi nhủ lòng, đúng là đường đi một mình. Ngày lễ vàng, kỷ niệm của hôn nhân hay đời tu mà được 50 năm, người ta gọi là lễ kim khánh. Vì đời người ngắn ngủi nên không mấy người có cơ hội mừng lễ vàng. Tôi cũng vậy, tôi không có cơ hội mừng lễ vàng khi tôi sống. Tôi trở về kỷ niệm 50 năm ngày tôi chết. Lần này tôi tảo mộ lần thứ 3. Tôi gọi là ngày kim khánh của tôi. Người ta đưa tôi ra nghĩa trang 50 năm rồi. Thấm thoát thế mà tôi cũng đã chết được nửa thế kỷ. Hai lần trước tôi tìm thấy trong mộ người ta chôn tôi. Lần này trở về nghĩa trang tôi không còn mộ nữa. Tôi thơ thẩn cả chiều nay. Tôi hoàn toàn mất dấu vết trên cõi đời rồi sao? Nghĩa trang ngày xưa người ta chôn tôi không còn chỗ. Tất cả người thân rỡ mộ đi chôn nơi khác. Tôi là người không có thân nhân. Cuộc đời đâu có gì là trường cửu. Người ta có thể thay đổi bất cứ gì người ta muốn. Mỗi chính thể một vật mệnh, mỗi chính sách một sáng kiến riêng. Không ai nhận mộ thì người ta rỡ vào một nơi khác. Nhưng người ta làm cho có lệ, họ để lẫn lộn, tôi không còn tìm ra được tôi nữa. Bây giờ tôi không biết mình còn xương cốt hay không. Tất cả sọ người đều giống nhau. Thế là tôi mất tên tuổi một kiếp làm người. Không còn nghĩa trang để tìm tôi, không còn ngôi mộ để mình nhìn. Tôi đi về đâu đây? Tất cả những người tôi quen không còn ai sống sót. Chiếc xe lăn của người tôi quen biết sau cùng đã thành xét rỉ lâu lắm rồi. Những người sống với tôi thời ấy đều đã chết cả. Mới ngày nào ăn cơm với nhau, đi chơi cùng nhau, cùng dạo phố. Thế mà bây giờ quá im lặng. Tôi đi qua phố, tôi bước qua nhà, từng con đường, không gặp một ai. Căn nhà xưa tôi ở đây, bây giờ ai đó làm chủ. Ôi, lạ quá, nhiều căn nhà không còn nữa. Tất cả kỷ niệm liên quan tới tôi không còn gì. Những tấm hình tôi chụp trên những thành phố tôi đi qua, nay ở đâu, không còn một chút gì. Tất cả những người tôi gặp hôm nay như người từ hành tinh khác đến chiếm trái đất của tôi ngày xưa.
Tôi không biết một ai, hoàn toàn không biết một ai. Người ta không thể tưởng tượng nổi nếu tôi hỏi xem có ai biết kỷ niệm của tôi ở đâu. Đi tìm mộ mình mà không thấy, đứng phân vân rồi tôi nghĩ mình là linh mục, tôi có thể trở về nhà thờ. Nhà thờ cũng không có ai biết tôi. Đây có phải là nhà thờ ngày xưa tôi sống không? Thưa Ngài, không phải. Chúng tôi mới dựng lại nhà thờ này, cái cũ đập rồi. Tôi bàng hoàng không tin như thế. Mới có nửa thế kỷ mà thay đổi như thế sao? Có thể tôi lầm chăng? Tôi đi tìm chỗ khác. Công trình trường cửu nhất là nhà thờ mà cũng không còn sao? Tôi đi tìm sổ rửa tội. Đấy là nơi chữ ký tôi đã nằm vĩnh viễn trong giáo hội. Cũng không còn. Cơn hỏa hoạn đã cháy hết. Những gì là trường cửu như thế mà cũng không lưu được dấu vết một lần tôi làm người trên cõi đời này sao? Cuộc tả mộ lần thứ ba này vắng vẻ hơn hai lần trước. Ngày lễ vàng kỷ niệm 50 năm tôi chết không còn dấu vết. Tôi đứng bơ vơ nhìn dòng đời trôi chảy. Chả ai biết mình, chả ai biết. Nhớ lại mấy ngày nào đây mà giờ sao khác biệt lạnh lùng thế này. Ngày ấy tôi làm chủ biết bao nhiêu thứ. Nửa nông trại, một dãy nhà cho thuê. Tôi lao đao trong đời bao nhiêu chuyện. Bây giờ chỉ là hư vô. Hai bàn tay tôi trần trụi đứng nhìn dòng đời. Đời không thuộc về tôi nữa. Nhớ lại những ngày đó, bây giờ mọi sự sao như trường tồn vĩnh cửu. Chúng có sức thu hút mê hoặc. Tôi bị ràng buộc khổ sở vào bao nhiêu điều. Tôi không có thời gian nhìn hoàng hôn buông nắng. Rộn, bận rộn không thấy nắng đưa mây xuống chân đồi. Tôi không nghe bài ca Con họa mi nó hót lúc gió xuân. Tôi cũng không thấy những chùm hoa dại đong đưa giữa trời đất vui, niềm vui tự do. Ngày đó, mất lòng nhau cũng chỉ là những thứ ràng buộc ấy. Tôi mất bao hạnh phúc của cánh buồm thong thả buông chơi trên sườn đồi. Ngày đó, sao tôi sống khổ sở vì những cạnh tranh. Tôi mất bao thanh danh, thanh thản của tâm hồn. Tôi mất bao êm ả như cánh én êm đềm báo tin mai vàng đang nở rộ. Ngày đó sao sống đau đớn vì những bực mình. Tôi mất bao nhiêu nhị tối nhìn trăng buông ánh sáng xuống thung lũng. Ngày đó tôi sống âu lo vì những không tin tưởng được nhau. Tôi mất bao bến bờ đẹp của biển lúc sương khuya rất mênh mông. Ngày đó tôi lo tương lai sống ra sao. Tôi mất bao nhiêu cõi trời thênh thang. Tôi không nghe có tiếng khóc bên đời. Trái tim tôi chật hẹp vì quá nhiều tiếng thở dài. Bao giờ cũng thấy nỗi đau của mình là lớn nhất. Tôi đứng đây nhìn lại cuộc sống của mình nửa thế kỷ về trước. Tôi hỏi lòng tôi, những bon che kia đâu rồi? Những điều tôi làm giận dữ kia đâu rồi? Những thứ tôi yêu mến kia đâu rồi? Và những thành công của tôi đâu rồi? Những lo toan của đời tôi, nó đi đâu? Chả còn gì. Mọi sự đã hết. Bây giờ tôi đi về đâu? Tôi không còn nghĩa trang về thăm mộ. Tôi không còn người quen về nhìn xem họ còn giữ kỷ niệm nào của tôi không. Vậy bây giờ tôi đi về đâu? Tôi chỉ còn một cõi đi về vĩnh cửu phía bên kia. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đây một lần nữa. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng. Phía bên kia là chốn nào vậy? Ngày còn sống tôi đã vẽ đường về chốn bên kia cho tôi. Hôm nay tôi cần tấm bản đồ đó. Ngày ấy tôi vẽ rõ đường thì hôm nay tôi thong thả, an tâm mà đi về. Ngày ấy tôi vẽ cong co thì hôm nay tôi bối rối hoang mang. Tôi đi về đâu phía bên kia? Hôm nay không có ai đi với tôi. Vâng, đường tôi đi chỉ có một mình. Lần tả mộ thứ hai, tôi nhìn lại đời mình. Nếu lấy con số 100 chẵn, tôi thấy 98% những gì tôi đã nhìn
tôi đã chiếm hữu đều không đem đi được. Chỉ có 2% là tình yêu Chúa và trái tim bao dung đối với anh em. Vâng, chỉ có 2% ấy đem theo được thôi. Nhà thờ cũng bỏ lại. Bản đồ ngày xưa tôi vẽ có rõ không? Hay chẳng chịt không biết nối nào đi? Bây giờ là định mệnh, không còn chốn nào trần gian mà về. Giả sử tôi được làm người trở lại, tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi lại giả sử vậy thôi, nhưng quá trễ rồi các bạn ạ. Người ta chỉ gặt hái những gì họ đã gieo vãi. Nếu họ gieo vãi nơi thửa ruộng xác thịt, họ sẽ gặt hái được mùa màng băng hoại. Nhưng nếu hạt giống gieo xuống của họ là thần trí thì họ sẽ gặt được sự sống trường sinh. Bây giờ tôi đi lối riêng của tôi, lối về mùa màng đã gieo vãi lúc còn sống. Mộ tôi không còn, chết rồi tôi mới tha thiết nuối tiếc thời gian. Chẳng còn lý do gì để được phép nấn ná về thăm lại chốn xưa. Hạnh phúc thay, thở dài. Bất cứ đi đâu về đâu thì bây giờ tôi cũng phải nói với các bạn lời vĩnh biệt. Ma túy. Em đến với tôi vào một buổi tối không có điện. Tôi đứng nói chuyện với em ở cái hành lang. Tôi không nhìn rõ mặt em, nhưng giọng em nói với tôi rất rõ và rất chân tình. Xin cha cho con một việc, như đánh máy hay làm sổ sách gì cũng được. Con không cần lương đâu, con chỉ cần giết thời giờ để quên những cơn nghiện của con. Ô, con nghiện gì vậy? Dạ, xì ke ạ. Con nỡ dại bây giờ con hối hận, con muốn làm lại cuộc đời. Con làm được không con? Con cũng chưa biết nữa, nhưng con sẽ cố gắng. Tôi chẳng biết phải làm gì để giúp em. Đánh mấy chữ, đánh mấy cái ái thì có gì đâu mà đánh. Cuối cùng em xin tôi một đôi cần xé và một cái kèn mũ để em đi mua bán đồ mũ. Từ đó cứ mỗi buổi sáng tôi lại nghe được tiếng kèn te te và được thấy em gánh đôi cần xế đi về phía cầu quay. Tôi thấy em đang làm lại cuộc đời. Tôi mừng cho em. Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nghe tiếng kèn te te nữa. Tôi hỏi mẹ em. Mẹ em nghẹn ngào nói: em mua bán đồ mũ cũng tạm sống, nhưng chưa được nửa tháng thì bán luôn cả đôi cần xế, lấy tiền chích choác gì đó. Bây giờ chỉ còn một cái áo thun và một cái quần xà lọn. Em không bao giờ ăn cắp đồ của người dưng, chỉ có lấy đồ của chị em trong nhà thôi. Quần áo ngâm trong thau, chưa kịp xả thì đã mất. Dép để ở cửa thì biến hồi nào không hay. Đồ mũ đồ nhôm trong nhà thì mất liền liền. Khi lên cơn thì phải chích, không chích thì oạt bèo, nước miếng nước nhãi chảy ra. Hăm đâm, hăm dọa, hăm chém. Anh chị thì đòi đuổi đi, cha mẹ thò không lỡ lòng bỏ con. Em đến đồn công an hình sự xin được đi tù. Tù cũng được miễn là quên được cơn nghiện. Nhưng người ta trả lời: không có tội hình sự thì không có bỏ tù được. Nội bộ gia đình thì gia đình tự giải quyết. Em cúi mặt làm thinh. Em khóc tức tưởi. Mẹ em vẫn thất vọng. Tại sao lại có một con đường hầm mà không có lối thoát ra nhỉ? Hai mẹ con ra về. Đến đầu cầu sắt thì em ngồi lại, oạt oẹ, nước miếng chảy thành dây. Mẹ em về một mình, còn em thì đi đâu đó không ai biết. Gia đình em là một cái hòa ngục. Cha cắn đắng mẹ,
mẹ cắn đắng cha, anh chị em nguyền rủa, cha mẹ thì khóc lóc, tin đồn thì khủng khiếp, trộm cướp, đâm chém, tự vẫn, miệng đời có lọc độc nào thế. Mẹ em thắp cho em một cây nhang vu vơ, chẳng biết sống hay chết, tức cửa, nghẹn ngào. Bây giờ em đang lang thang ở đâu? Em đi vì em không muốn làm khổ cha, làm khổ mẹ. Nhưng cha mẹ lại khổ hơn trước. Em muốn chết mà chết không được. Em không muốn sống mà cứ phải sống, sống khổ hơn chết. Em đang ở cuối con đường hầm. Khi không còn thấy ai em nữa, tôi lại nghĩ đến vấn đề xì ke ma túy, một hiện tượng khủng khiếp của cuối thế kỷ 20-21 này, một sự đe dọa hãi hùng của đầu thế kỷ 20-21 này. Xì ke ma túy, tội ác tuyệt chủng, tội ác chống lại loài người. Vậy ai là thủ phạm tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết chắc rằng em là một trong những nạn nhân đáng thương nhất. Một ông bạn của tôi mở một quán cà phê ở Phú Nhuận. Thầy buôn bán ma túy giao hàng tỉnh bơ ngay trong quán, không thèm ngó trước nhìn sau. Tay nghiền cũng đến chích choác tại đây, tự nhiên như người miên vậy. Chủ quán biết, nhưng làm bộ ngó qua chỗ khác. Công an hỏi thì trả lời không biết. Nồi cơm trước đã. Một bà mẹ có một đứa con trai ngoan như thiên thần, hàng ngày đi lễ và giúp lễ. Bà tâm sự với bạn bè: tôi chỉ ước mơ có một điều, là thấy cháu bước lên bàn thánh. Bỗng bà thấy cậu con trai quý tử hay buồn vặt và ốm dần đi. Rồi bỗng lại thấy trong nhà cứ mất tiền và đồ một cách kỳ lạ. Cuối cùng bà phải khóc và vật vã vì đứa con ngoan ấy đã vướng vào con đường của ma túy. Điều tra mới hay rằng nó bị bọn chích choác đẻ ra chích cho vài lần, chích miễn phí, vừa chích vừa cười vừa đùa. Ông Tô Hoài trở lại thăm ngôi làng nghèo sơ xác ngày xưa, nghèo tới mức độ không kiếm được một người hơi giàu một tí để đem ra đấu tố. Bây giờ thì đổi đời rồi, người giàu nhất làng lại là ông chủ nhiệm hợp tác xã ngày xưa, giàu nhưng sống cô đơn trong một căn lầu xa hoa, gầy ốm tong teo như con cá kèo khô vậy. Vì nỡ nghiền thuốc phiện, vợ bỏ chồng ra phố chợ buôn lậu và đi làm đĩ, thỉnh thoảng lại bố thí cho chồng một ít tiền để mua thuốc phiện. Nó mướn người nuôi chồng như một nuôi một con vật hay một người dưng nước lã để che mắt thiên hạ. Ôi, ông chủ tiệm giàu có, khổ hơn con chó nữa. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, ăn nói có duyên, đến thăm một bạn nàng nghèo ở biên giới Thái Lan. Giàu có mà không có con, bà xin con nuôi để tạo hạnh phúc cho mình và cho bé nghèo. Bà hứa tặng 100 đô cho người nào ban cho bà được hạnh phúc nuôi con. Một người mẹ nghèo đã gửi con cho bà, e thẹn cầm lấy tờ 100 đô, lòng an ủi rằng con mình sẽ được sung sướng. Bọn buôn lậu ma túy đưa bé vào rừng, mổ bụng, moi ruột ra, nhét heroin vào, rồi mướn một người đàn bà địa phương bồng cái thây ấy qua biên giới, giết trẻ thơ như giết chuột, con người thành ác quỷ. Nương tâm con người không còn cắn đứt, vì ác quỷ đã cắn chết nương tâm con người rồi. Con đường em đã đi qua, sâu thẳm, dài hun hút. Em đi một mình, bây giờ con đường ấy vẫn sâu thẳm, vẫn dài hun hút. Nhưng người ta chen lấn nhau, trùng trùng, điệp điệp. Người ta đua nhau chết, chết trùng, chết đống, thảm khốc khôn lường. Em ơi, đừng dính vào ma túy nhé.